Và Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy đo đường huyết hãng Accu-Chek, Accu-Chek Modern Instant ha. Thì hãng Accu-Chek có ở Việt Nam có nhiều dòng, mình thông dụng là 3 dòng. Cái dòng máy này là dòng đơn giản nhất ha, 1.350.000, này là giá tham khảo, sản xuất hàng của Đức, sản xuất tại Mỹ, này cho bà con mình tham khảo. Thì đi theo máy chúng ta có một cái hũ que test là 10 que và 10 kim ha. Nếu mà sau này mình mua thì mình sẽ mua là hũ que 25 que hoặc là 50 que, thì bà con mình có thể ra các cửa hàng để tham khảo thêm giá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng khui hộp nha. Trên kênh Sức Khỏe 60 Giây thì có chia sẻ các dòng model khác của hãng Accu-Chek cũng giống như là của những model khác của hãng khác, bà con mình có thể tham khảo thêm. Rồi bên trong thì chúng ta có một cái túi đựng nè, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và rất là nhiều ngôn ngữ ha. Hãng Accu-Chek thì bảo hành trọn đời, nếu mà máy mà có trục trặc hư thì mình đem ra các cửa hàng để mình được đổi máy mới nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử sử dụng máy. Bên trong máy chúng ta sẽ có nè, một cây bút lấy máu, một hũ que test và một cái máy ha. Bên trong thì mình sẽ có 10 kim thử. Thì kim thì giá khá rẻ, còn que thì chúng ta trung bình của các hãng tầm khoảng 10.000 một que, có thể chênh lệch một chút xíu. Nên là một hũ que 50 que thì có thể tầm 500.000, hoặc là 25 que thì khoảng 250.000, đó là tùy theo model. Còn giá máy này thì là 1.350.000. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng máy nha. Model này thì chúng ta thấy nó khá là đơn giản ha, chỉ có một nút nhấn bên trái bên phải thôi, và một cổng USB, một khay để cắm que. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ pin vào nè, hai viên pin này. Rồi chúng ta sẽ cho hai viên pin vào và gai đây. Rồi bên phải chúng ta thì chỉ có một cái nút nhấn, khi mình bấm vào thì nó sẽ hiện bộ nhớ lên, lần đo gần nhất, bấm cái nữa là trung bình 7 lần đo, trung bình 30 lần đo trong 30 ngày và trung bình trong 90 ngày ha. Ở đây có một cái cổng USB thì chúng ta có thể cắm vào máy vi tính và cài đặt phần mềm trên máy vi tính ha, để mình có thể kết nối dữ liệu. Còn cái này, cái máy này khá đơn giản, chúng ta chỉ cắm que vào và thử thôi. Rồi trước khi đo thì Hoàng Sơn giới thiệu thêm là đi theo máy thì chúng ta sẽ chuẩn bị là một hũ que để test ha. Đây là một hũ que để test nè. Rồi một cái cây bút lấy máu và một hũ kim 10 que, 10 kim đó. Ở đây thì Hoàng Sơn có thêm cái giọt máu giả, cái này là dung dịch thử ha, kêu là máu giả nha. Rồi giờ chúng ta sẽ khui ra để thử máy. Bà con mình nên đo trước bữa ăn nha, cách khoảng cách bữa hoặc là sau bữa ăn khoảng 2 tiếng để có độ chính xác cao hơn. Thì hãng Accu-Chek là có nhiều dòng máy, nhưng mà mỗi dòng máy thì xài một cái loại que khác nhau, nên bà con mình chú ý nha, khi mình xài nhớ mua đúng cái model của nó. Ví dụ như đây là Accu-Chek Instant nè, chứ chúng ta xài que khác là không xài được đâu. Rồi cái hũ que này thì nó là cái loại hút ẩm, nên bà con mình chú ý nha, khi mà cái tay mình ướt ha, hoặc là nó để mở nắp ra mà chúng ta không để nắp lại á, nó sẽ hút ẩm vào que thì sẽ rất là nhanh hư, và coi như que đã sử dụng rồi, nó đã hút máu rồi đó. Nên là chúng ta khi lấy ra thì lau tay khô, chúng ta sẽ lấy ra và đậy lại nhanh ha. Rồi còn cái kim lấy máu thì nó sẽ có trên thị trường, thường nó có nhiều dòng lắm, nhưng mà thường có hai dòng thông dụng, đó là sử dụng kim tròn, kim dẹp. Những cây bút có thể khác nhau nhưng mà kim là hầu như giống nhau. Đây là kim dẹp nè, và có loại kim tròn. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị gồm có cái máy và que test nè, cây bút lấy máu và cây kim. Còn đây là dung dịch test, dung dịch thử, thì Hoàng Sơn sẽ thử rồi mới thay máu nha. Mình sẽ rút cái đầu ở trên đây ra, đầu nhỏ ở trên nè. Bà con mình thấy ha,
mình sẽ gắn cái kim dẹp vào đây. Đó, nó sẽ lọt sâu vào trong. Chúng ta xoay nhẹ để mình có thể lấy cái đầu nhựa ra. Và mình sẽ đậy nắp lại. Rồi, khi mà mình đo đó thì mình sẽ chỉnh cái độ sâu của cây kim. Chúng ta sẽ xay. Ví dụ giống như xay tới số 5 thì sẽ sâu nhất, còn số 1, số 2 là cạn nhất. Thì thường tùy theo cái da tay mình mỏng hay dày mà mình chỉnh, mình có thể chỉnh ở mức trung bình nha. Để chỉnh cạn quá thì nó sẽ không lấy máu được, mà sâu quá thì sẽ đau. Tùy theo da tay mỗi người. Rồi, ở phía sau chúng ta sẽ đẩy cò lên. Nó sẽ hiện cái nút đổi màu nè. Và khi chúng ta bấm vào thì kim sẽ chích ra. Ví dụ chúng ta để tay đây, chúng ta bấm thì kim sẽ chích ra và nó sẽ mất đi cái màu ha. Rồi, ví dụ chúng ta lên cò đang màu vàng nè. Rồi, vậy ha, để tay vô đây chích, và chúng ta sẽ nặn ra một giọt máu nha. Rồi, cây bút lấy máu đã chuẩn bị xong. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ cắm que vào và test nha. Rồi, trước đó thì chúng ta sẽ lau tay khô sạch. Và mình lau khô, sau đó mình lấy nhanh ra và mình đậy nắp lại. Tại que thì có hạn sử dụng, khi bà con mua nhớ hạn sử dụng nha, còn hạn sử dụng mới được. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào máy đây. Nó sẽ có hai mặt, mặt trắng và mặt có hình. Mặt có hình thì chúng ta sẽ quay lên, chúng ta nhìn thấy được nha. Và có hình cái mạch điện nè, hình cái mạch điện nhỏ nhỏ nè, thì sẽ quay vào máy. Rồi, chúng ta sẽ cắm vào. Thì có model á, là chúng ta sẽ chấm máu từ trên xuống. Nhưng mà model này thì chúng ta chấm máu ở đầu que nha, từ ngoài vào nè. Trên máy cũng có hiển thị luôn. Rồi, nếu mà chúng ta để lâu quá, chúng ta sẽ rút ra và chúng ta sẽ cắm lại ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chích lấy máu. Cái này là máu giả nha, dung dịch test nè. Thằng Sơn sẽ thử. Chúng ta sẽ nhỏ một giọt lên đây. Ví dụ chúng ta bấm cò, để vào tay và chúng ta bấm. Rồi, được một giọt máu nha. Rồi, sau đó mình sẽ chạm vào. Đây, máu nó sẽ hút được đầy cái đầu này. Và chúng ta thấy ra kết quả đây ha. Nó ra một con số. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Đây là nó báo là dung dịch thử. Rồi, chúng ta sẽ nắm tháo ra. Que là bà con nhớ là khi cắm vào nó hiện giọt máu chớp chớp, mình mới lấy máu mình chấm vào nha, chứ không có chấm trước đó. Và nếu để lâu quá nó tự động nó tắt thì chúng ta sẽ rút que ra cắm lại. Khi ra một con số, ví dụ giống như trên vỏ hộp nè, chúng ta sẽ tra vào cái bảng giá trị để biết là đường huyết mình thấp hay cao. Đây là dòng máy miligam nha. Nó sẽ có hai đơn vị là miligam và milimol. Chúng ta tra vào chúng ta sẽ biết được đường huyết mình cao hay thấp. Còn nếu mà lọt vô màu xanh dương là lý tưởng, màu hồng nhạt là hạ đường huyết, màu vàng là tăng đường huyết. Bà con mình có thể tra vào đây. Nếu mà như loại máy milimol thì chúng ta cũng tra vào đây, thì có hai đơn vị song song. Ví dụ như là 162 mg thì nó tương đương với 9,0 mmol. Còn nếu mà hiển thị LO tức là quá thấp, hoặc là HI2 là quá cao thì chúng ta sẽ hỏi ý kiến của bác sĩ nha. Chúng ta nên đi khám ở bệnh viện để kiểm tra thêm. Rồi, còn nếu mà hiển thị lỗi E1, E2, E3 thì tùy theo dòng chúng ta sẽ có cách hướng dẫn để khắc phục. Nếu mà như hết pin thì sẽ hiển thị giọt pin hết, hoặc là màn hình không lên thì chúng ta nên thay pin trước thử nha. Hai chúng ta đã thử một dòng máy khá là đơn giản ha, của Accucheck của Đức, Accucheck Inton. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình để thông tin bên dưới, Hoàng Sơn sẽ chia sẻ thêm. Cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu cảm thấy hữu ích thì đăng ký kênh để xem những video mới về tất cả các thiết bị y tế thông dụng ở Việt Nam. Rồi, cảm ơn cả nhà, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một dòng máy đo đường huyết của Đức ha, Accucheck. Thì hãng Accucheck này có nhiều dòng. Ở Việt Nam mình hiện tại thì thông dụng là 3 dòng ha. Và đây là Accucheck Active.